Thưa quý vị chắc là quý vị vẫn chưa quên chuyện ông chủ tịch xã ở thanh hóa vụn trộm với chị chủ tịch hội phụ nữ và bị bắt quả tang ngay ở công sở khiến dư luận dậy sóng sau vụ tai nạn này rất nhiều ý kiến đã nhắc đến tên ông chủ tịch xã ông tên là trương văn gương nhưng lại không nêu gương trong tu dưỡng suy thoái về đạo đức lối sống dư luận tuần qua được phen dậy sóng về chuyện đánh ghen khá đặc biệt ở một xã vùng núi xã thành mỹ huyện thạch thành thanh hóa Đặc biệt vì không phải đánh ghen ở ngoài đường, ngoài chợ hay trong nhà nghỉ mà lại ở ngay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Diễn biến sau đó là hình ảnh bắt quả tang ông Trương Văn Gương, chủ tịch xã Thành Mỹ với bà chủ tịch Hội phụ nữ xã trong tình cảnh không mảnh vải trên người. Thông tin được lan truyền đi đã có những ý kiến nói về vấn đề quan hệ không trong sáng giữa hai người, đặc biệt lại ở ngay nơi làm việc. Và sau sự việc bắt quả tang này, người chồng của Chủ tịch Hội Phụ Nữ đã làm đơn tố cáo, gửi bằng chứng tới các cấp lãnh đạo của huyện Thạch Thành. Có người cho rằng ông bà này dại dột, thời buổi bây giờ thiếu gì nơi để họ hẹn, tại sao là hẹn hò ngay tại công đường giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Nhưng cũng có người lại nói, đó là khôn, vì nơi tưởng như không an toàn mà lại là nơi an toàn nhất theo kiểu trong hàng ổ địch lại là nơi an toàn và cũng đã có những ý kiến khác nhắc đến tên ông chủ tịch xã, ông Trương Văn Gương nhưng lại không nêu gương trong tu dưỡng, suy thoái về đạo đức lối sống. Khó có thể biết mối quan hệ của hai người này từ bao giờ, cũng không rõ có phải kiểu quan hệ nâng đỡ trong sáng. Tuy nhiên, đây chắc chắn là mối quan hệ không trong sáng, càng không đúng với pháp luật về hôn nhân gia đình. Thực tế những người đi bắt quả tang còn đập cửa kính, ghi hình làm bằng chứng, đủ khiến các cơ quan chức năng lập tức tạm đình chỉ công tác Tuy nhiên, việc tạm đình chỉ cũng chỉ là bước đầu, bước tiếp theo còn là kiểm tra vụ việc và tư cách cán bộ để có kết luận về vi phạm. Nhưng nhìn từ phía công chúng, vụ việc trên lại bộc lộ vấn đề cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái về đạo đức lối sống. Một vị chủ tịch đã vi phạm nghiêm trọng về những điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức, lối sống, dù việc đó nay mới lộ nhưng ít nhiều cũng đã có dư âm. Và điều đáng nói, những dư âm không tốt điều tiến về lối sống quan hệ không trong sáng đó có thể còn ảnh hưởng đến công việc chung của xã thậm chí là sự đoàn kết ở nơi đây mà một đơn vị khi không có sự đoàn kết có điều tiến không tốt từ người đứng đầu liệu có phát triển rồi cả vấn đề phê bình và tự phê bình tính chiến đấu của các đảng viên nơi đây đã dám đấu tranh với hành vi sai trái nếu tinh thần phê và tự phê cao, chắc chắn hành vi của hai người sẽ bị chặn đứng, không đến mức mất thể diện ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức như vừa qua. Đảng ta đã có những quy định rất chặt chẽ về việc những điều đảng viên không được làm và tính tiên phong nêu gương của đảng viên. Tiếc rằng không chỉ có chuyện quan hệ bất chính, vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo đức lối sống gần đây cũng có nhiều trường hợp bị kỷ luật khi suy thoái biến chất, tự diễn biến và tự chuyển hóa. Chuyện xảy ra ở địa phương, đơn vị hành chính cấp xã nhưng cũng không thể xem nhẹ, vì đây là cấp hành chính gần dân, nơi đặt viên gạch để xây nên niềm tin giữa dân và chính quyền. Cơ sở có vững mạnh thì trên mới vững mạnh, và người đứng đầu có nêu gương thì cấp dưới mới noi gương. Liên quan đến vụ chủ tịch xã thành mỹ huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa có quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp, bị quay video clip và đánh ghen ngay tại trụ sở. Dư luận theo dõi vụ việc đặt ra câu hỏi, liệu vị chủ tịch xã này sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý nào? Vụ việc xấu hổ, sai trái này có thể ẩn chứa sức mạnh khiến chủ tịch xã rất ghế, bay chức. Xin mời quý vị lắng nghe ý kiến, nhận định từ luật sư. Ngay sau khi quan hệ mờ ám của ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ và bà TTH, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thành Mỹ bị phanh phui, mới đây huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa đã tạm đình chỉ công tác ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ đã làm rõ thông tin, ông này quan hệ bất chính với nữ thuộc cấp. Được biết vào chiều ngày 12 tháng 6, chồng bà H đã phát hiện ra hành vi gian díu của vợ mình và chủ tịch xã trong căn phòng khóa trái cửa tại chính trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Người đàn ông đã đập cửa kính quay clip làm bằng chứng, sau đó ông gương đã bị người nhà bà H hành hung phải nhập viện điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, người chồng đã gửi đơn tố cáo và bằng chứng tới lãnh đạo huyện trước sự việc trên tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng hành vi ngoại tình quan hệ bất chính với đồng nghiệp tại trụ sở cơ quan là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức lối sống do đó nếu cơ quan chức năng kết luận có sự việc trên các cán bộ này sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật việc đánh ghen gây tổn hại đến tài sản của cơ quan nhà nước người nhà bà h cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc ngoại tình đánh ghen, trong đó có cả những trường hợp vi phạm là cán bộ công chức nhà nước. Điều này cho thấy đã có sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức xã hội. Hành vi ngoại tình, không chung thủy, không những vi phạm đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, luật hôn nhân và gia đình. Người vi phạm là cán bộ, hành vi này là vi phạm đạo đức, lối sống và cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Do đó, Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội, để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Với những chứng cứ như clip ghi hình sự việc, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mối quan hệ giữa chủ tịch xã với nữ cán bộ xã này như thế nào, có quan hệ ngoài hôn nhân hay không. Việc hai người trong phòng khóa trái cửa, trong phòng làm việc, ngay trong giờ hành chính và không mặc quần áo có phải là hành vi quan hệ tình dục ngoại tình, vi phạm đạo đức lối sống cán bộ hay không? Trường hợp nội dung tố cáo là đúng, các chứng cứ, thể hiện qua clip, các chứng cứ khác cho thấy đã có hành vi ngoại tình, vi phạm luật hôn nhân và gia đình, vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ, vị chủ tịch xã sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật về mặt chính quyền, có thể sẽ ở những mức cao như cách chức, khai trừ ra khỏi đảng, buộc thôi việc. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ mối quan hệ bất chính nếu có phát sinh từ thời điểm nào, trong thời gian qua đã có những hành vi vi phạm đạo đức lối sống nào khác hay không. Ngoài ra, sẽ làm rõ quá trình công tác, vị cán bộ này có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đã từng vi phạm kỷ luật hay chưa. Vụ việc 12 con dê đi lạc vào nhà quan xã trước đây đã xử lý triệt để hay chưa? Việc xử lý kỷ luật trước đây cũng như việc thuyên chuyển công tác tiếp tục bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã có đúng quy định pháp luật hay không để giải quyết triệt để công bằng đúng pháp luật đối với vị cán bộ này nói về việc người nhà bà H có hành vi đập cửa kính quay clip hành hung vị chủ tịch xã phải vào viện điều trị luật sư cường cho rằng pháp luật cho phép nạn nhân và những người khác có quyền ghi lại các bằng chứng để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có quyền cung cấp các bằng chứng vi phạm pháp luật của người khác cho cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện hành vi để ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật có thể gây thiệt hại nhỏ hơn hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật gây ra, có thể được coi là tình thế cấp thiết và được loại trừ trách nhiệm pháp lý. Đối với người chồng đã thực hiện hành vi quay lại clip để ghi lại chứng cứ về hành vi ngoại tình của vợ mình và người đàn ông khác, đây là hành vi pháp luật không cấm. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm hành vi vì ghen tuông mà xâm phạm trái pháp luật đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng, tài sản của người khác. Bởi vậy, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hành vi thu thập thông tin, đăng tải các thông tin lên các trang mạng xã hội được thực hiện như thế nào. Trong trường hợp có hành vi xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, đến sức khỏe và tài sản của người khác, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra, người đánh ghen quá đà sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể là bị xử phạt hành chính, thậm chí trong một số tình huống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi đập cửa kính được thực hiện như thế nào, nhằm mục đích gì, và thương tích của người phụ nữ do vật gì gây ra. Trong trường hợp hành vi đập cửa kính là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác và thiệt hại cũng không lớn, mục đích là để thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội, có thể xác định đây là tình thế cấp thiết theo quy định của pháp luật. Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết sẽ được loại trừ trách nhiệm pháp lý. Cụ thể vào điều 23 Bộ luật hình sự quy định, tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền lợi ích hợp pháp của mình của người khác hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, có được xác định là tình thế cấp thiết hay không, có mục đích cố ý làm hư hỏng tài sản hay không để làm căn cứ xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp thiệt hại không lớn, người gây thiệt hại tự nguyện bồi thường, đây là hành vi trong tình thế cấp thiết, để ghi lại những chứng cứ vi phạm pháp luật thì có thể sẽ không bị xử lý. Hành vi quan hệ dàn díu tại ngay chính trụ sở làm việc của hai vị lãnh đạo sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật nơi làm việc đúng như tên gọi là nơi để các cán bộ thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã được giao phó thế nhưng những hành vi bất chính lại được phát hiện ngay trong chính nơi nghiêm túc này quả thật đã khiến cho nhiều người đặt ra dấu hỏi thật lớn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những tin tức mới nhất về vụ việc khi có kết luận của cơ quan điều tra trong những video tiếp theo